do mình vệ nữ nhiều hơn nam. Ví dụ như một tháng mình có 8 video, thì chắc chắn là cả 8 đều là nhân vật nữ. Khỏi bàn đến việc mình vẽ nam có được co, thì chắc chắn các cha nữ có nhiều đất vẽ hơn. Ví dụ như tóc, trang phục, phụ kiện xinh xẻo, posy dáng cùng đầm váy hoa đều đẹp. Nhân vật nam thì hạn chế hơn, quan trọng hơn là nam thì phải vẽ cơ bắp. Dĩ nhiên không phải tranh nào cũng vẽ lộ, sáu múi cơ bụng. Nhưng một khi đã lỡ vẽ nhân vật nam cơ bắp, như thế này thì chỉ có tỉa chết trên sáu múi sầu riêng này thôi. Bởi vậy thà là vẽ nữ còn hơn là vẽ nam.